Xiaomi có thể nói là cái tên vàng trong làng startup của Trung Quốc. Vậy Xiaomi là ai? Tập đoàn này có gì hay ho để trở thành Apple chứ danh của châu Á? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Tất tần tật về Xiaomi, Apple của châu Á, Phượng Hoàng của Trung Hoa của tác giả Squiddy Cherries được đăng tải trên website của Spyroom.com nhé. Mình là PinkDot và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay thế nào. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spyroom và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spyroom chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spyroom, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Một số thông tin chung. Trước đây, chỉ cần nói đến các sản phẩm đến từ Trung Quốc, người dùng đã tỏ ra thái độ ác cảm. Cái mark Made in China đã để lại một ấn tượng rất xấu rằng nếu chúng không phải là đồ nhái thì chắc chắn cũng là đồ có chất lượng rất kém, dùng được 3 bữa nửa tháng là hỏng. Vậy nên, cho dù có rẻ đến mấy, người dùng cũng không bao giờ tỏ vẻ hứng thú với một sản phẩm như vậy. Thế nhưng định kiến này đã bị thay đổi trong vài năm trở lại đây. Từng có thời điểm không ai nghĩ rằng mình lại có thể gật đầu trước việc chọn mua một chiếc điện thoại của tàu. Ấy thế mà vào thời điểm năm 2016, các sản phẩm của Xiaomi, Meizu, Lenovo lại được sử dụng hết sức rộng rãi, thậm chí còn nhận được nhiều lời khen từ người dùng. Thành lập từ năm 2010 và mới chỉ du nhập vào Việt Nam trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, từ một thương hiệu vô danh tiểu tốt, giờ đây các sản phẩm từ Xiaomi, từ những thứ nhỏ nhặt như là sạc dự phòng, tai nghe, phát wifi cho đến smartphone, TV, laptop đều được người dùng hết sức ưa chuộng. Vậy Xiaomi đã có thứ ma lực gì mà thu hút đến vậy? Có lẽ một vài bạn ở đây đã biết, Xiaomi có nghĩa là hạt gạo nhỏ. Tuy nhiên, cái tên này chưa dừng lại ở một sự đơn giản đó. Trong tiếng Trung, Xiao và Mi còn có nghĩa đen là cây kê nhỏ, một thứ ngũ cốc giống như gạo. Từ cái tên đó, đội ngũ thành lập công ty cố gắng liên kết rồi chuyển vị từ Trung ngữ sang ký tự Latin để vẽ nên logo chữ Mi huyền thoại. Mặt khác, ký hiệu tiếng Trung của chữ Mi còn khá giống với một ký hiệu khác, nghĩa là trái tim. Bởi vậy công ty đã quyết định tách cụm danh từ Xiaomi ra để vẽ nên logo của mỗi chữ Mi. Kèm theo đó là đặt tên các dòng sản phẩm thường là Mi, Mi Note hoặc là Redmi để thể hiện một ý tưởng tích cực, một sản phẩm làm bằng trái tim. Xiaomi được thành lập năm 2010 dưới dạng hợp tác giữa 8 đối tác, trong đó có nhà phát triển chip điện thoại Qualcomm và Temasek Holding dưới sự sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Kể từ khi phát hành điện thoại thông minh đầu tiên của mình vào tháng 8 năm 2011, Xiaomi đã giành được thị phần lớn tại Trung Quốc đại lục và mở rộng sang phát triển một phạm vi rộng lớn hơn của các thiết bị điện tử tiêu dùng, bao gồm cả một hệ sinh thái thiết bị nhà thông minh, IoT. Theo IDC, Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2019. Xiaomi đã bán được 70,8 triệu đơn vị và chiếm gần 5% thị trường điện thoại thông minh trên thế giới. Xiaomi đa tài không kém gì Samsung, con rồng châu Á và Apple, gã khổng lồ xứ cờ hoa. Cụ thể, ngoài nổi danh với các smartphone cấu hình cao giá hạt rẻ, Xiaomi nay còn lấn sân sang làm tai nghe triệu like hay sản phẩm giày thông minh, tay cầm chơi game, đặc biệt là những máy bay không người lái như là chiếc Mi Drone ra mắt gần đây. Xiaomi còn đang cho thấy mình là một công ty đa di năng khi tung ra sản phẩm ở mọi lĩnh vực. Rất nhiều trong số đó, tuy nhỏ nhặt nhưng lại đem đến giá trị rất lớn cho cuộc sống như là repeater wifi, ổ cắm điện, bút thử chất lượng nước, camera giám sát, loa Bluetooth, vân vân. Chính sự đa dạng này đã giúp cho Xiaomi là một trong những tập đoàn công nghệ sở hữu cho mình một hệ sinh thái sản phẩm đầy đủ nhất hiện nay. Bản thân mình cũng đang dùng TV của Xiaomi 65 inch với màn hình phẳng, mỏng, nét, cấu hình mượt, nhiều ứng dụng tích hợp, cập nhật phim ảnh mới liên tục miễn phí. Đặc biệt, Xiaomi TV rất chịu khó update giao diện để thân thiện hơn với người dùng. Sinh sau để muộn, nên những nhà sáng lập của Xiaomi đã có tiêu chí vô cùng cụ thể để phát triển hãng: ngon, bổ và rẻ. Cũng như nhiều thương hiệu Trung Quốc khác, Xiaomi đánh mạnh vào tâm lý người dùng nhờ vào các sản phẩm có mức giá rẻ. Tuy nhiên, rẻ không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Các sản phẩm của Xiaomi đều được đầu tư rất bài bản từ thiết kế bên ngoài cho đến linh kiện bên trong. Từ những vật dụng có giá trị nhỏ, chỉ khoảng 250.000 đồng như là cục sạc dự phòng, Xiaomi cũng trang bị cho nó vỏ nhôm nguyên khối và cell pin đến từ các nhà sản xuất nổi tiếng như là Panasonic, Sanyo, LG. Hay cả chiếc laptop Mi Notebook Air cũng được Xiaomi sử dụng các linh kiện điện tử cao cấp từ Samsung,
Intel, AKG mà ít laptop nào cùng tầm giá có được. Nhờ những yếu tố trên, Xiaomi đã thu về cho mình rất nhiều thành công mặc dù có tuổi đời còn hết sức non trẻ. Tên tuổi của hãng đã vượt xa biên giới Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Trên các mặt báo lớn, những tin tức đánh giá về Xiaomi cũng hiên ngang đứng cạnh các tên tuổi tầm cỡ trên thế giới khác như là Apple, Google, Microsoft, đủ để thấy được sự bành trướng của hãng trong thời gian qua là lớn đến mức nào. Trên thực tế, công ty này có một thứ gọi là chất dẫn dụ đặc biệt để lôi kéo những người tài và có nhiều kinh nghiệm về đấu quân cho mình. Vào cuối năm 2013, Xiaomi đã lấy lòng được phó chủ tịch Google và cũng là người đứng đầu về dự án Android lúc đấy, ông Hugo Barra. Một cái tên khác cũng nổi đình nổi đám là Steve Wozniak, một trong ba người đã sáng lập Apple, cũng đã được mời về để giúp Xiaomi vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, bản lãnh đạo Xiaomi sở hữu Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO của Xiaomi, cũng là một cái tên có máu mặt trong làng công nghệ thế giới, cựu CEO của Kingsoft. Hiện nay, 70% doanh thu của Xiaomi đến từ smartphone, 20% đến từ đồ gia dụng và 10% đến từ dịch vụ Internet. Xiaomi đang chuẩn bị IPO, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vào mùa hè năm nay. Theo các chuyên gia, đây có thể là đợt IPO lớn nhất thế giới trong vòng 4 năm gần đây, kể từ sau thương vụ của Alibaba. Tại sao sản phẩm của Xiaomi tốt nhưng lại có giá rẻ đến vậy? Thứ nhất, công cụ marketing hiệu quả của Xiaomi là các diễn đàn. Xiaomi là một số ít những tập đoàn công nghệ tập trung hoàn toàn vào mô hình kinh doanh qua mạng, e-commerce. Trong khi các hãng như là Apple hay là Samsung đều có chuỗi cửa hàng bán lẻ có quy mô lớn và trải dài trên khắp toàn thế giới, thì đối với Xiaomi, hãng này dựa trên sức mạnh của Internet để làm tất cả những điều trên. Trong năm 2013, Samsung đã từng gây sốc khi công bố ngân sách mà hãng dành ra cho marketing lên tới 14 tỷ đô, lớn nhất từ trước đến nay và thậm chí là còn lớn hơn GDP của một đất nước như là Iceland. Những chiến dịch quảng cáo với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, kèm theo việc là nhà tài trợ của những sự kiện lớn như là Olympic, đã khiến cho Samsung tiêu tốn một khoản chi phí lớn. Và để bù đắp cho lại phần chi phí đó, giá bán của mỗi sản phẩm của hãng trên thị trường đều bị đội lên. Trong khi đó, Xiaomi thì hoàn toàn ngược lại, không chiến dịch quảng cáo, không cần người nổi tiếng, mà hãng chỉ dựa vào sức mạnh của Internet, của mạng xã hội, của các diễn đàn, hội nhóm để từ đó truyền đi thông điệp. Điều này cho phép tiết kiệm rất nhiều chi phí, từ đó cho phép hãng giảm giá bán sản phẩm. Xiaomi cũng không có chuỗi cửa hàng nào hoành tráng như Apple. Tư vấn mua máy, không cần có nhân viên, đã có website, có thắc mắc cần hỏi đáp, đã có diễn đàn với hàng trăm ngàn thành viên. Trải nghiệm sản phẩm, cứ mua đi, nếu không hài lòng thì gửi trả sản phẩm. Nhờ việc không phải lo vấn đề mặt bằng hay là trả lương cho nhân viên, Xiaomi tiếp tục tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn nữa. Ngoài ra, việc tự mình bàn giao sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng giúp cho hãng bỏ qua các nhà phân phối và bán lẻ. Hai mắt xích khiến nguồn thu lợi nhuận bị rò rỉ. Thứ hai, một trong những chiêu của Xiaomi là flash sale. Cụ thể, với mỗi sản phẩm mới, Xiaomi sẽ chỉ bán một lượng hàng rất nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định trên website của mình. Người dùng sẽ phải nhanh tay nhanh chân mới có cơ hội sở hữu nó. Hình thức này của Xiaomi được coi là một mũi tên trúng hai đích. Xiaomi sẽ không bao giờ phải lo đến chuyện phải bỏ ra thật nhiều tiền để xây dựng kho chứa hàng. Vì làm gì có hàng đâu để mà bán. Sản xuất tới đâu bán hết tới đó mà. Cùng lúc đó, nó cũng giúp cho Xiaomi đẩy mạnh tiếng vang của mình thông qua các bài báo dạng sản phẩm Xiaomi X cháy hàng chỉ trong y giây, khiến cho nhiều người khác lại tỏ ra tò mò. Xiaomi là cái hãng gì mà sản phẩm lại hot quá vậy? Hiệu ứng dây chuyền cũng từ đấy mà được tạo ra. Thứ ba, bí quyết cuối cùng cho mức giá rẻ của Xiaomi được chính vị phó chủ tịch Lôi Quân chia sẻ, đó là kéo dài vòng đời sản phẩm. Để giải thích cho vấn đề này, hãy cùng nêu lên một ví dụ khác là chiếc Redmi Note 2, ra mắt vào hồi tháng 8 năm 2015. Sản phẩm này đã tạo nên được một tiếng vang lớn khi sở hữu cấu hình mạnh với chip Helio X10, màn hình 5,5 inch Full HD, camera 13 megapixel và giá chỉ khoảng 3 triệu đồng. Người dùng đã ngay lập tức đổ xô đi mua Redmi Note 2, biến đây trở thành một trong những chiếc điện thoại bán chạy nhất tại thị trường sách tay. Tuy nhiên chỉ 4 tháng sau, Xiaomi tiếp tục ra mắt Redmi Note 3 với mức giá tương đồng. Sở hữu những nâng cấp về vỏ kim loại, cảm biến vân tay và thời lượng pin, nó khiến cho mọi người dùng Redmi Note 2 lại cảm thấy thèm thuồng và quyết định nâng cấp. Nhưng trong số đó, không phải ai cũng biết rằng họ thực chất đang mua một chiếc điện thoại đến 2 lần. Đằng sau những nâng cấp kia của Redmi Note 3 thì những thành phần cốt lõi khác như là con chip, camera và màn hình vẫn là y hệt so với Redmi Note 2. Helio X10, màn hình 5,5 inch Full HD và camera 13 megapixel. Như vậy,
Ban đầu Xiaomi sẽ nhập một lượng linh kiện rất lớn từ một nhà sản xuất nhằm mục đích giảm giá thành. Từ số linh kiện trên, hãng sẽ có thể tạo ra không chỉ là một mà là nhiều dòng điện thoại khác nhau với rất ít sự thay đổi và liên tục ra mắt chúng trong một khoảng thời gian không dài. Điều này giúp Xiaomi rút gọn đến mức tối đa chi phí cho các linh kiện, trong khi vẫn thỏa mãn được nhu cầu của người dùng với một sản phẩm giá rẻ. Đỉnh cao tiết kiệm thông minh cho một cái tên mới mẻ trong làng công nghệ. Thứ tư, chính sách bán hàng của Xiaomi là một điểm sáng. Trước khi ra mắt sản phẩm, Xiaomi tuyển dụng những người đam mê công nghệ dùng thử. Những khách hàng này giúp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra, họ chắc chắn sẽ trở thành fan của Xiaomi. Về phần mềm, trước khi ra mắt bản ổn định, người dùng sẽ có quyền sử dụng phiên bản dành cho nhà phát triển để kiểm tra các tính năng mới nhanh hơn, đồng thời báo lỗi về cho công ty. Trong lễ ra mắt, những nhà sản xuất khác thường nói về những vị khách VIP để lễ ra mắt. Xiaomi mời những khách hàng bình thường và dành cho họ nửa số ghế. Cánh nhà báo thì lót dép ngồi sau. Điều đó cho thấy Xiaomi cưng fan của họ đến như thế nào. Và sau này, fan của họ sẽ luôn luôn ủng hộ họ. Nếu bạn mua nhiều sản phẩm của Xiaomi, bạn sẽ được tặng mã F, kiểu mã khuyến mãi. Có mã này, chúng ta sẽ được ưu tiên mua hàng trước và hưởng được nhiều ưu đãi khác từ công ty. Ngoài ra, nói đến Xiaomi mà không nhắc đến MIUI, Mi User Interface, dịch ra là khoang giao diện người dùng của Xiaomi thì quả là một thiếu sót vô cùng lớn. MIUI là bản stock và là hệ điều hành tùy chỉnh cho điện thoại thông minh và máy tính bảng dựa trên hệ điều hành Android của Google. Tuy nhiên, MIUI bao gồm nhiều tính năng và theme hơn là Android thuần túy. Các thiết bị chạy Android gốc có các ứng dụng Google được cài sẵn, không thể gỡ các cài đặt được gọi là bloatware. Hầu hết các thiết bị này đều thiếu các ứng dụng cơ bản như là trình quản lý tệp và các ứng dụng thư viện và nhạc phù hợp. Với MIUI, thiết bị của bạn sẽ có một bộ sưu tập tích hợp, trình phát nhạc, ghi chú, ghi màn hình, ứng dụng la bàn và các ứng dụng khác như là Mi Store, ứng dụng Mi, Mi Community, Mi Drop, Mi Security, v.v. Những ứng dụng này có sẵn ngoài các ứng dụng của Google giúp bạn quản lý điện thoại tốt hơn. Đặc biệt, với tính năng bổ sung không gian thứ hai, Second Space, bạn có thể tạo một không gian mới tách biệt hoàn toàn do về không gian mà bạn đang sử dụng trên điện thoại. Hiểu một cách đơn giản, trên cùng một chiếc smartphone, bạn có thể dùng một không gian để giải trí, xem phim, nghe nhạc, một không gian còn lại để học tập, làm việc, tùy vào mục đích của bạn. Ngoài ra, điểm khác biệt duy nhất của không gian thứ hai trên Xiaomi so với tính năng đa người dùng của Android gốc là chỉ giới hạn hai không gian, còn lại đều được chia sẻ chung bộ nhớ và tài nguyên RAM. Lôi quân Steve Jobs của Trung Quốc. Con người là yếu tố cốt lõi sau mỗi thành công của những sản phẩm lớn. Thành công của Xiaomi vì thế không thể không kể đến được CEO của công ty, Lôi Quân, người được mệnh danh là Steve Jobs của Trung Quốc. Lôi Quân sinh năm 1969 tại Hồ Bắc. Ông theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Vũ Hán. Bước chân vào giảng đường đại học, Lôi Quân tình cờ đọc được cuốn sách về Steve Jobs và ngành công nghiệp máy tính. Chính cuốn sách này đã truyền cảm hứng cho ông về ước mơ theo đuổi một công ty tầm cỡ thế giới như là Apple. Để thực hiện hóa ước mơ, Lôi Quân đặt ra mục tiêu rõ ràng là hoàn thành tất cả các khóa học về khoa học máy tính, tài chính, đầu tư trước năm 27 tuổi. Ông chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình đại học với vị trí thứ 6 trong 100 sinh viên toàn khoa. Năm 1992, sau khi ra trường sớm hơn dự kiến, Lôi Quân đầu quân cho Kingsoft, một công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc. Sau 5 năm làm việc hiệu quả và có công lớn đẩy mạnh doanh thu của công ty, ông được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Kingsoft. Trong thời gian điều hành Kingsoft, Lôi Quân startup dự án Yoyo.com, nền tảng bán sách trực tuyến. Chỉ sau 4 năm, startup này được Amazon mua lại với giá 75 triệu đô. Ông cũng chứng tỏ bản thân là một nhà đầu tư mát tay khi thực hiện hàng loạt thương vụ thành công vào các startup như là YY, UC và Vanco. Đồng thời, Lôi Quân cũng rót vốn vào 70 dự án khởi nghiệp khác, thu về hàng chục triệu đô. Năm 2007, ông bất ngờ thông báo rời Kingsoft sau 16 năm gắn bó. Thời điểm ấy, Lôi Quân đã là một triệu phú và có thể sống một cuộc đời an nhàn. Thế nhưng, Lôi Quân là người ghét cuộc sống nhàm chán. Ông tiếp tục thực hiện các thương vụ đầu tư lớn và lên ý tưởng cho dự án khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc tế. Để bắt đầu dự án khởi nghiệp sản phẩm điện thoại thông minh, Lôi Quân dành nhiều thời gian chiêu mộ nhân tài. Trong đó, người đầu tiên gắn bó với ông là Lâm Bân, từng phụ trách hoạt động của Google, Microsoft tại Trung Quốc. Hai người có nhiều tháng để lên kế hoạch về hoạt động kinh doanh của Xiaomi trước khi công ty chính thức thành lập. Lôi Quân đã từng chia sẻ rằng, bước qua tuổi 40, tôi bắt đầu ước mơ của mình và đã tính toán 90% mô hình kinh doanh trước khi thực hiện nó. Trong khi Pony Ma, Jack Ma là những đối thủ cùng thời đã đạt được những thành tựu huy hoàng, thì hướng kinh doanh của ông khác hẳn so với các đối thủ cùng ngành.
Trong khi các nơi khác chỉ chăm chăm vào tẩy não khách hàng, Lôi Quân lại nhiệt tình phổ biến kiến thức khoa học công nghệ về phần cứng, các linh kiện cho người dùng. Ban đầu, các đối thủ coi thường Xiaomi đến mức không thèm để mắt đến, để rồi sau đó chính họ lần lượt phải học theo. Tôn chỉ nâng cấp tiêu dùng không phải là bán sản phẩm ngày càng đắt hơn, mà là mua được sản phẩm tốt hơn với cùng mức giá, là điều Lôi Quân luôn tâm niệm. Điều này đã giúp ông thực hiện thành công ước mơ thay đổi cái nhìn của người Trung Quốc về sản phẩm nội địa. Năm 2010, Lôi Quân chính thức thành lập Xiaomi cùng 7 kỹ sư là các chuyên gia từng làm việc tại nhiều công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm Google, Motorola, Kingsoft. Đồng thời, Xiaomi cũng kêu gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư Yunfeng Capital Management với số tiền lên tới 1 tỷ đô. Năm 2016 là giai đoạn khó khăn của Xiaomi khi hãng mất vị trí số 1 tại thị trường smartphone nội địa vào tay Oppo. Tuy nhiên, Lôi Quân đã nhanh chóng vực lại vị thế của Xiaomi khi ra mắt hai dòng sản phẩm mới. Cùng năm nay, ông đã đưa ra tuyên bố sẽ bán lại nồi cơm điện cho người Nhật Bản sau khi cảm thấy phẫn nộ khi thấy cảnh người Trung Quốc tranh nhau mua nồi cơm của người Nhật Bản. Nhiều người đã coi đây là một tuyên bố mạnh miệng, khoe khoang và không đáng tin. Bởi ở thời điểm hiện tại, người dân Trung Quốc phần nhiều vẫn mang trong mình tư tưởng sùng bái hàng nội địa Nhật Bản. Các sản phẩm gia dụng từ Nhật Bản dù đã qua sử dụng vẫn luôn được người dân nước này chào đón. Thậm chí còn có cả cảnh đổ xô, giành giật tranh cướp nhau khi mua đồ giảm giá tại một số sự kiện thương mại. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng còn nói đùa rằng người Trung Quốc sẽ đến Nhật Bản chỉ để mang nồi cơm điện và nắp bồn cầu về. Tuy nhiên, 3 năm sau, lời tuyên bố này đã trở thành hiện thực. Theo thông tin được công bố, nồi cơm điện Mijia IH của Xiaomi sẽ có giá 9.999 yên, khoảng 2,1 triệu đồng, cao hơn một chút so với giá bán ở Trung Quốc. Lôi Quân là người sẽ không bao giờ nói chơi và phong cách làm việc của ông cũng vô cùng đặc biệt. Tại Xiaomi, Lôi Quân sẽ là vị khách hàng đầu tiên trải nghiệm các sản phẩm mà hãng làm ra. Không giống như một số lãnh đạo của công ty smartphone khác chỉ lựa chọn mẫu tiêu biểu cao cấp hàng đầu, Lôi Quân lựa chọn cách kiểm tra cẩn thận và không từ bỏ sản phẩm nào. Trước khi điện thoại di động được phát hành ra công chúng, ông luôn đảm bảo rằng mình là người đầu tiên được cầm trên tay. Đó là lý do mới đây trên Weibo, vị chủ tịch này đã hé lộ số tài sản kỹ thuật số của mình trong vài năm qua, và đó là 15 mẫu điện thoại của hãng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, vào năm 2020, theo Forbes, Lôi Quân hiện đã sở hữu khối tài sản 12,5 tỷ đô, nắm giữ khoảng 77,8% cổ phần Xiaomi. Nếu Xiaomi IPO thành công, ông có thể sẽ vượt qua Mã Hóa Đăng, người sáng lập The Tencent. Đến lúc này, người ta mới giật mình cảm phục đến sức bền và bản lĩnh của ông trùm công nghệ tài ba. Hạt gạo nhỏ từng bước khẳng định tên tuổi của mình, rẻ nhưng không bèo, cũng như CEO của hãng không bao giờ nói cho vui miệng. Bên cạnh những thành công vang dội, Xiaomi cũng dính nhiều lùm xùm liên quan đến gián điệp. Xiaomi bị tố cáo bởi nhiều công ty về việc xâm phạm đến nội dung. Ericsson từng kiện Xiaomi và đã giành chiến thắng và buộc Xiaomi phải dừng hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ. Ericsson theo đó đã kiện Xiaomi đã xâm phạm về bản quyền một công nghệ mạng không dây mà hai công ty đã có thời gian tranh cãi về vấn đề bản quyền từ trước đó. Trang web video Youku Tudou cũng đã từng kiện Xiaomi hồi tháng 10 năm 2013 vì đã cho phát những video không bản quyền từ trang này. Phó chủ tịch phụ trách thiết kế của Apple John Ivey cũng đã từng bình luận rằng Xiaomi chỉ giỏi sao chép thiết kế của Apple. Bỏ qua những lùm xùm về đạo nhái, tình trạng chung ở tất cả các hãng công nghệ Trung Quốc. Tại buổi họp báo kỷ niệm 10 năm của Xiaomi vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, sự ra mắt bất ngờ của chiếc TV trong suốt đã khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Việc sản xuất hàng loạt TV trong suốt của Xiaomi dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng dựa trên nhiều năm tích lũy trong công nghệ TV, công ty Trung Quốc này cuối cùng đã trình làng một sản phẩm kỳ diệu ra thế giới. Đây cũng là dấu ấn chính thức ghi nhận Xiaomi trở thành tập đoàn đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất TV OLED trong suốt. Tóm lại, chỉ trong 7 năm, Lôi Quân đã đưa Xiaomi trở thành một trong 4 hãng điện thoại di động lớn nhất trên thế giới, cạnh tranh với Apple và Samsung. Thành công của Xiaomi, Phượng Hoàng Trung Quốc dựa vào nhiều yếu tố. Nhà cung cấp phụ kiện là những đối tác quan trọng nhất, chuỗi cung ứng đúng lúc, đúng số lượng, và cuối cùng là những nền móng quan trọng nhất, Mi Fans. Bên cạnh đó, chiến lược marketing của Xiaomi, bán sản phẩm cao cấp với giá bình dân đã cách mạng hóa ngành công nghiệp smartphone. Lợi nhuận từ phần cứng rất ít, nhưng họ có chiến lược rõ ràng để khai thác doanh số từ các ứng dụng gia tăng. Các kỹ sư của Xiaomi được khuyến khích thường xuyên nói chuyện với người tiêu dùng về sự hữu ích của các ứng dụng. Trên mạng xã hội của Xiaomi liên tục xuất hiện các ứng dụng mới. Rõ ràng khách hàng đã mua điện thoại với giá rẻ, nhưng họ liên tục phải trả thêm tiền cho các ứng dụng và dịch vụ gia tăng. Xiaomi luôn không ngừng nỗ lực và đổi mới chính mình. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, khi một năm kinh tế buồn gõ cửa ở khắp mọi nơi.
Mặc dù hiện nay tốc độ phát triển của Xiaomi đã chững lại với rất nhiều khó khăn và sự cạnh tranh cả trong và ngoài nước, nhưng những gì Xiaomi đã làm xứng đáng được ghi vào một trang của lịch sử kinh doanh hiện đại. Khi mà một công ty nhỏ bé từ Trung Quốc chỉ trong vài năm đã phát triển mạnh mẽ trở thành một thế lực đáng gờm của ngành công nghiệp điện thoại trên toàn thế giới. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ cho chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Nếu thấy thích video này, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Spy Room. Đồng thời bật nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!